Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chương trình ký kết hợp tác với các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phúc lợi và công tác chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh, sử dụng các sản phẩm bảo đảm chất lượng với chính sách giảm giá ưu đãi do công ty doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân, người lao động biết và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ do các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất.